Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Tuyệt đối cấm kỵ làm việc này sau khi quan hệ, cố làm kẻo vô sinh mất mạng. Quý vị thân mến, tình dục là thứ không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng. Thực chất quan hệ tình dục là một công việc rất phức tạp, đòi hỏi sự hòa hợp của cả hai. Và cho dù cuộc yêu hài hòa và luôn có lợi ích cho sức khỏe một cách đặc biệt, thì việc giữ an toàn cũng là điều vô cùng cần thiết. Làm việc ấy như thế nào để an toàn là điều vô cùng quan trọng, nhưng nhiều người vẫn bỏ qua. Chỉ cần mắc một hoặc hai sai lầm thôi là cũng đã đủ để hại chúng ta rồi. Nếu quan hệ tình dục không đúng cách, những ham muốn bản thân sẽ gây ra những nguy hiểm cho sức khỏe, ảnh hưởng đến thể chất tinh thần, thậm chí là gây vô sinh, đe dọa đến tính mạng. Sau rất nhiều đúc kết qua thời gian dài, thì các chuyên gia tình dục cho biết, sau khi quan hệ, các cặp vợ chồng cần phải đặc biệt cấm kỵ làm chính việc sau đây, nếu như không muốn mang trọng bệnh. Nội dung chi tiết sẽ có ngay trong video sau đây. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. 9 điều tuyệt đối cấm kỵ làm sau khi quan hệ kẻo vô sinh mất mạng. 1. Không quan hệ tình dục khi mệt mỏi. Quan hệ tình dục khi mệt mỏi không chỉ giảm khoái cảm, tăng sự mệt mỏi mà còn gây ra nhức đầu, chóng mặt, tâm trí mệt mỏi, chân đau, lưng nặng, dễ bị xuất tinh sớm, liệt dương và các bệnh khác. Nhiều phụ nữ mệt mỏi và hầu như không đủ sức để quan hệ, nhưng ít khi phản đối hoặc từ chối. Một thời gian dài như vậy sẽ sinh ức chế, lãnh cảm hoặc sợ quan hệ tình dục. Khi một trong hai người hoặc cả hai cảm thấy mệt mỏi, đó chính là thời điểm bạn không nên quan hệ. Hãy chờ cho đến khi bạn đã phục hồi lại tinh thần và cả thể chất. 2. Không vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ. Trước và sau mỗi lần quan hệ, cần phải vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài bằng nước ấm. Cơ quan sinh dục dễ bị viêm nhiễm, viêm da quy đầu, nhiễm trùng hoặc bệnh phụ khoa, tiết niệu khác. Sau khi ăn ái, nên đi tiểu ngay để vi khuẩn xâm nhập bàng quang trong quá trình giao hợp nhanh chóng được đẩy ra ngoài, giảm các nguy cơ nhiễm trùng bàng quang, ảnh hưởng đến cuộc vui của hai người. 3. Nam giới đi tiểu tiện ngay sau khi quan hệ. Đi tiểu 5 đến 10 phút ngay sau khi quan hệ chính là nguyên nhân gây tổn thương tới tiền liệt tuyến ở nam giới. Đối với bộ phận sinh dục của phái mạnh, đường tiết niệu khá dài và cong, việc tiểu tiện sau cuộc yêu sẽ khiến vi khuẩn và những chất cặn bã ngược xâm nhập vào tuyến tiền liệt. Nếu lặp lại thường xuyên sẽ có nguy cơ mắc viêm tiền liệt tuyến. Nghiên cứu chỉ ra, sau khi lâm trận, dương vật là nơi thường tụ nhiều máu nhất. Tình trạng cương cứng không thể lập tức chấm dứt. Khi ấy, đường tiết niệu và tiền liệt tuyến vẫn đang co thắt, tạo ra sức cạn ở ống dẫn tiểu. Nếu tiểu ngay lập tức, áp lực nước tiểu tăng cao đột ngột chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng vi khuẩn quay ngược lại, gây viêm nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, với nữ giới, sau khi quan hệ 5 đến 10 phút, có thể tiểu tiện như một hình thức phòng viêm nhiễm đường tiết niệu. Lý do có sự trái ngược này là do đường tiết niệu của nữ giới khá ngắn và thẳng. Việc tiểu sau khi mây mưa sẽ giống như một mẹo, giúp làm sạch chất dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn quay ngược lại, gây viêm nhiễm âm đạo. 4. Quan hệ với tần suất nhiều, không điều độ. Quan hệ tình dục không điều độ hay quá sức thường gặp ở nhiều cặp đôi. Đây hoàn toàn không phải là một thói quen khoa học. Theo các chuyên gia, người khỏe mạnh có thể quan hệ 3 đến 4 lần một tuần, người yếu hơn có thể 1 đến 2 lần một tuần. Không có mức độ chuẩn cho tất cả mọi người, bởi tình trạng sức khỏe cũng như ham muốn của mỗi người là khác nhau. Độ tuổi càng lớn, nhu cầu tình dục càng giảm. Cách đơn giản nhất là các cặp đôi nên tự khám phá nhu cầu thực sự của nhau, cởi mở trao đổi và đưa ra lựa chọn phù hợp. Căn cứ vào độ tuổi của vợ chồng, thể dục thể chất, sức khỏe, trạng thái tinh thần, tâm trạng, yếu tố tình cảm cũng như mức độ của sự mệt mỏi sau mỗi lần quan hệ để điều chỉnh tần suất. 5. Quan hệ trong thời kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ thường có chu kỳ kinh nguyệt từ 3 đến 5 ngày, nhiều hơn là 6 đến 7 ngày. Vào kỳ kinh nguyệt, niêm mạc tử cung phải làm việc nhiều,
Nếu quan hệ sẽ gây ra những sai sót, tạo vết thương dễ nhiễm khuẩn, có thể dẫn đến viêm. Hơn nữa, thời gian này, kinh nguyệt thường tụ lại và ứ động tại vùng chậu. Nếu quan hệ sẽ làm tăng dòng chảy kinh nguyệt, gây rong kinh hoặc ra máu bất thường. Trong giai đoạn này, đàn ông cũng dễ bị viêm niệu đạo, nhiễm trùng, viêm bàng quang, tăng tần suất tiết niệu, dễ gây bệnh ở đường tiết niệu và các triệu chứng khác. Quan hệ lúc này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến đời sống tình dục trong tương lai. Thậm chí một số người bị tắc nghẽn ống dẫn trứng, gây vô sinh suốt đời. 6. Quan hệ khi đang điều trị bệnh. Khi một trong hai người mắc bệnh nặng, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thì nên tạm thời dừng quan hệ tình dục. Giai đoạn này, sức đề kháng với bệnh tật giảm mạnh, dẫn đến tiến triển của bệnh sẽ tăng nhanh. Nếu mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh cũng có thể dễ dàng lây sang bạn tình một cách nhanh chóng và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bệnh, quan hệ cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của tinh trùng và trứng. Quan hệ tình dục dẫn đến mang thai sẽ khiến hợp tử không khỏe mạnh, là môi trường không mong muốn, không phù hợp cho thai nhi phát triển, không phải là lúc tốt nhất để mang thai. 7. Quan hệ khi đang mang thai. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, quan hệ tình dục làm cho các cơ quan sinh dục bị kích thích, gây co thắt tử cung, đau bụng, thậm chí chảy máu, sảy thai. Trong giai đoạn giữa của thai kỳ, bạn nên ăn ái ở mức độ ít, đồng thời chú ý đến bụng trong khi giao hợp, không phải chịu áp lực. Hành động tình dục không nên quá mạnh mẽ. Nếu có tiền sử sảy thai và sinh non, nên kiêng gần như suốt thai kỳ. Vào 3 tháng cuối của thai kỳ, nên tránh sinh hoạt tình dục để ngăn chặn các xung đột tình dục kích thích gây sinh non. Đặc biệt tháng cuối thì nên hạn chế để tránh viêm nhiễm cơ quan sinh dục, ảnh hưởng đến đường sinh đẻ sau này. 8. Phụ nữ mới sinh không kiêng quan hệ. Phụ nữ sau khi sinh sẽ có một số thay đổi trong hệ thống sinh sản. Thời kỳ hậu sản mất từ 6 đến 7 tuần, gọi là thời gian ở cữ. Trong giai đoạn này, các kháng thể trong cơ thể người mẹ khá yếu ớt, vết thương ở bên trong tử cung sau khi nhau thai bong ra bị tổn thương lớn nên dễ bị bệnh. Thời gian này nếu quan hệ tình dục sẽ dễ bị viêm hoặc ảnh hưởng tầng sinh môn, âm đạo và các vết thương còn lại trong quá trình sinh con. Những người sinh con không thuận lợi, thời gian kiêng còn phải kéo dài hơn khi cơ thể đã bình phục cả bên ngoài lẫn bên trong. 9. Không kiềm chế trong thời kỳ cho con bú. Các chuyên gia tình dục cho rằng đây là điều kiêng kỵ, nhưng ít khi các cặp đôi để ý vì không nghĩ nó có thể gây hại gì cho sức khỏe. Khi cho con bú, bộ phận sinh dục nữ bị co tạm thời, âm đạo thường dễ bị tổn thương hơn. Quan hệ tình dục lúc này có thể gây tổn thương mô, chảy máu, nhiễm trùng. Ngoài ra, phụ nữ cần thức đêm để chăm sóc con cái, nên dễ mệt mỏi, giảm ham muốn tình dục. Trong giai đoạn này, hai người cần tránh động tác quá mạnh, quá nhiều, khiến cho phụ nữ bị tổn thương, gây ảnh hưởng thể chất mà còn về tinh thần, mặc dù triệu chứng không có biểu hiện rõ ràng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vì vô thường, ta không biết rằng mình còn được khỏe mạnh đến khi nào. Biết cách giữ sức khỏe tốt, duy trì thể lực là điều cần thiết, vì sức khỏe làm nên chất lượng cuộc sống của mỗi người. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất đến từ ban biên tập chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.